thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ọ nẹn thôi. À. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, à. Thêm đứa nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Là qua rồi cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi ba ngủ đi. Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụ nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai vợ chồng hả? Mời em giới thiệu. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy, thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em, mà lúc đó em là sinh viên thì... Nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh là mình rảnh rảnh mình coi mình sợt thấy cái này cũng được nên là mình nhắn tin cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ con kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Kiểu dạ. Hên xui anh. Giống như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy, vợ em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ọ nẹn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà. Bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn. Thêm đứa nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên, ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ em thích lắm. Mà xinh không? Dạ xinh. Giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ý. Cách anh nói chuyện không có điêu hoa như mấy chàng trai khác. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn với chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi này. Dạ đó thì em đi với nhiều, rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau thôi. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 đứa chân gà thôi. Có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có, có... Không có, nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Ồ sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho ảnh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Đó có xem hay quá vậy. Em cố tình em thử cũng... lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp chứ, nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn đó. Bào quá luôn. Và có thử cổ nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi em lấy xe đạp điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ ảnh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu à, là phải quen toàn đại gia đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, ba kêu chứ, thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội là nghe hay không á. Xong đó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú ơi, cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đi. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng mất luôn.
Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, nó cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng nhấn về với thiệu mẹ đây là đây là người yêu con kia đó. Vợ em như kiểu một món quà ông trời sắp đặt cho em ấy. Nên rất quý. Và từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại. Người ta không có cho sinh viên ở nữa. Thì em cũng tính đi tìm trọ. Nhưng anh này nói thì đúng thôi rồi, anh ở chung cư. Nên là qua ở với anh. Tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em. Cũng nói là thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm, rồi nấu đồ ăn cho ăn, rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ á, mẹ chồng là người dụ em về á. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có 2 người. Thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với anh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không có biết. Thưa các em ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo đám cưới thôi. Lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt mà sốt giống kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng hạ sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đó. Trong nước lọc á, cầm này nè, cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời ơi, tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ xong thì thấy hết là hết. Sau sốt. Đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chứ ảnh biết là hôm nay đi chơi với mình như này là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức mà đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì mới biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụ nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa? Là nhậu nhiều quá chị. Tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ. Tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm. Chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xoài nửa đêm nữa không vậy á. Anh đang ngủ mà em gõ, anh em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em à, có một cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì đó từ từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm cái gì mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt, có nhéo rồi nguyên cánh tay luôn anh, coi như là không còn chỗ trống luôn. Bực quá, bức xúc quá, không làm được á. Biết rồi, đưa tay lên làm phập lên đầu cắn hả? Cắn chồng cắn hả? Ồ vậy tay đó, rồi tay trái này phải là ngực kia tùm lum hết rồi. Khi em đang ngủ mới kiểu đi xỉn nhậu vậy, nhưng nghe nói phát trời rồi, nguyên một dấu răng ở đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn ở đây. Đau lắm, rất là đau. Trời, tôi muốn cắn mỗi lần cắn mình quạo mình chết người ta cưng gì mà cưng đau lắm đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn. Ý là vậy, còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chịu khó ăn uống xíu. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Ngày ăn bữa, 2 bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Anh lo thôi. Đúng rồi. Dạ tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á
thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay vì mình không đúng bữa thì mình sẽ ăn, mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa. Đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Đúng vậy. Cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á, là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm, đó là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự đây là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Mình là cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể, cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ít ỏi quá thì chạnh lòng á em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tuổi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tuổi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 mà, bé nó mới 25 thôi. Đúng rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn cho đi hai em nghe, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau, muốn gì có đó. Cảm ơn em. Nha, xin cảm ơn hai em. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. lúc nói đó, gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú thiện là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút thì tiện là mối tình đầu của em mà. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới hai em. Happy New Year. Xin chào chị Hồng Giang. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất. Hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? Có thời gian thì làm chung chị. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân, đúng đó, không? Đó. Thì hai em đó ấy, hai đứng đó lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình, bất cứ tình hình nào vẫn đắc show. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc show theo. Ok, rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi, chị cảm ơn em. Chị chúc em á là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến, và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Chị em chị. Rồi tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận á, gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe, anh Thuận mãi trẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha, cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe bình an. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cảm ơn. Mừng năm mới. Rồi, mời ngồi. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị, và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Hay quá. Các quý vị. Rồi em đứng đây hát luôn Thiện. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ. Rộn ràng hơn. Yeah.
Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đan về, dịu dàng bên hương sắt xuân tràn lan. Nghiêm nhàn đàn chim én bay, ô kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắt xuân. Bao niềm vui thôi, thôi hay lắm rồi, sát xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn một cái không khí phải nói là rất là sinh động, một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. À, bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Hai Vợ Chồng Núi, có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước, là hồi mùng 4 năm 2018 ạ. Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi với nội tên tên nhà của em ạ. Em mới quay lại, em thấy là em mới là chào chú Thiện. À, là chú cháu biết nhau hả? Dạ. Thiện là tại vì, tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Dạ. Cùng trong xóm. Là biết rồi, rồi tiếp tục. Rồi cái em ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. lúc nói đó, gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng ba mươi mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi. Trường cũng nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Lúc đó rồi ảnh gọi rồi ảnh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt thì này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cuối cùng không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụy với anh Thiện là sợ, đúng không? Dạ dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện cứ bé Nụy là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì chậm? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á, cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụy trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện như bé Nụy nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó là mình để ý cô Nụy này đó, cho nên cái câu mà bé Nụy là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hoàng rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè? Khoảng từ lúc cô bé Nụy đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. Nói chung là nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á, dạ, thì đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở trong Tây Ninh hả chị? Lần đầu tiên đi với mình không biết là bé Nụy có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ, anh tại em học ở Sài Gòn, lúc mà kiểu nghỉ Tết hiểu xong rồi. Lúc đó là anh ở Tây Ninh thì lúc đó là Tết. Cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? Em nhớ là đi xem bộ phim trong rạp chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ, không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu làm về sớm, chở em về, trên đường về là em cứ run đó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ không chở đi chỗ khác luôn. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má mình đó, là ở đâu? Dạ, ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Em gì kia? Đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi, từ từ rồi mới quen. Chuyện mới đầu thì chẳng hạn như
em với chú. Đó là từ từ đó. À nội với chú. À nội với anh. Dù vậy chuyển từ từ. Anh với em. Dạ, chuyển từ từ bắt đầu đó. Anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, tụi em nhau là 8 năm. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh giống như là em phải cần thời gian xong, đó nhờ, xong. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm. Mà 6 năm, vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra? Thật ra thì tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi, rất là nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh. Ảnh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á, thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính, đúng không? Dạ. Ví dụ những cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái chứ. Tại giống như là thương từng chút. Thì Thiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Rồi bây giờ tới Thiện, có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy, lười thể thao, hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu chậm, đúng rồi, lề mề đó. Ở trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động, mình nói quyền riêng, nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó được thứ. Thì Núi ít có nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát nhiều. Hơn, nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Được rồi. Bây giờ hai vợ chồng làm quá làm, vậy thì có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Nhưng em cũng lớn tuổi rồi, bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần, rồi có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha, đầu năm mới mát miệng, chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Thầy Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện và Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và trong năm nay luôn nha. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho ông Thượng là chương trình biết nha. Rồi, xin chúc mừng năm mới. Hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới, nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lòng đó, đúng không? Cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo.
bì quá. Chào hai em, mời hai em giới thiệu cho mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. Rồi mời vợ của Diện. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Vậy sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Dạ. Diễn ơi. Đang đang có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em mới cưới. Được 7 tháng. À, có nghĩa là có em bé là mới cưới. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới hồi tháng 6. Rồi Diễn dạ. Và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Cái rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm. Chồng mới thấy thì chồng cua cẩm đâu cua có 3 ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm rồi. Nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi. Anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ đúng không? Cái đó thì khi vợ em đăng tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ, em mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi, xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hỏi hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi dạ, hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại dạ. Là 3 ngày sau là dính. Dạ, anh còn hỏi em mà cái lần thứ 3 mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Nên là em sợ bỏ luôn cho nên không đồng ý. Dạ. Hai đứa chính thức là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó. Thì mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm giác của tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ cũng đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng, cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đâu đi sạch kèm dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn thấy, em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm. Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ủa sao em xài gì vậy? Dạ, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó trị bớt cái mụn thâm của em thôi. Đó là đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi nghe sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao. Em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn này đó chị, y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghĩa là ổng nói chuyện nhẹ nhàng đúng không em? Dạ. Đúng không? Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không ấy. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Là trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ơi Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè. Em ôm chồng, em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá. Em hỏi
đi vào làm gì ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị ạ. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà luôn làm đó. Sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó là một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em có cầm, phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vào em bảo tới... Trời ơi! Tức là một vạch về luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? À, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm nhà em với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á. Nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi, đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi. Thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực. Em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì... không biết tôi đừng gửi để tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Ờ, dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự bảo ban nhau rồi qua thôi. Dạ. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà dạ, đến sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Em sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Dạ. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm. Phải là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Bây giờ thì bố mẹ vợ với em như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu?
Là ba mẹ em, ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Đây. Em đứng lại đây em đi. Đây bác. Ông sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Trung bà Trương, bà Trương. Rồi rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Ôi bà Trương, bà Trương. Bà Trương, bà Trương em. Ở bên là mẹ nè. Là bố nè. Rồi bố rồi mẹ. Bố nè. Ừ, bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Dạ. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Ừ. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai. Ừ. Quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này. Thành ra là mọi người rất là mừng. Dạ. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh. Tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ. Tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á. Thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu. Thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Thế dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á. Là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ. Và vợ em cũng không có một lời nào với em. Một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi. Bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. Cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Cái còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em nha. Cảm ơn ạ. Đầu mũi là anh kia mà cái cuối mũi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót rồi ôm vô lòng đó, đúng không cô? Không, lạnh lùng luôn, chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Mang tiếng chủ shop thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó, đúng không? Dạ. Ra dạ. Ngoài thiên. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. À,
mời hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau là lúc 7 năm về trước rồi thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa. Rất là giống BD luôn con. Rất là giống BD luôn. Hai đứa, tại vì mang đồ body, mang đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi chung? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bàn ảnh thì hai bạn cứ chơi vậy, rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD, thì cứ kêu là kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em đó, kiểu như vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao? Con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái sau cái mà nhảy nhót vậy lắm đúng không? Dạ, yeah, không phải nhảy nhót như cái miệng á, cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á dớt luôn. Mình dớt luôn. Sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng, cái sau nghĩ lại cái sau dớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài. Dạ, luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á, thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà, thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh tay, rồi mình kiểu mình vịnh tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh tay kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh tay đó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết, trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh tay kia, kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 con. Nói dù là cũng mến hỏi bạn ghê, con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh tay á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia. Thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng, thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần. Trời ơi, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước lâu đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Cái cục mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8, thì con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn, mà lần đầu tiên con bị đè, cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á, khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt, tại con phải tiếp bánh bèo.
mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì em mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa. Dạ, về bệnh về nhà con. Dạ, ngủ tạm vài hôm cái về nhà lấy vài ba bộ đồ cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. À, luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không con? Tại vì chia tay trên dưới 8 cũng rồi. Nhiều tại vì từ nhỏ con ở nước ngoài xong rồi cái lối sống với lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống. Nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama ma lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là. Đó thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nổ mà kiểu ảnh không có ở nhà nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Ảnh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót, ta ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ, cũng buồn nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều. Mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không may mà cứ say lên xong rồi nít ơi, cứ nít ơi. Tại vì anh này, con hay kêu anh là Nick. Rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái qua sáng hôm sau bình thường lại. Bình thường. Là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... Lúc đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là, bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là ảnh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn. Ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ Giang trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát đa, nên tật xấu thì chắc cũng chút thôi. Dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những cái điều mà không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái sự đó, đó là đó. Tật xấu đó con thấy chưa, nói nhiều. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá rồi cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè, rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang, cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang, nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi.
Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó, đúng không? Dạ. Ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở lẫy nhà kêu xa, nhưng mà về nhà là rất hết sức là giản dị, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy thực ra là nó không phải là tật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ cũng qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm, cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng, không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản, là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn. Và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn. Có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai, cái tôi nó cũng cao quá. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai không? Không ai nói tới ai luôn. Con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ, khó chịu lắm. Kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình lầm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh anh con cảm giác là anh thương con nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à? Chứ cái việc đó là việc đàn ông phải làm rất là nên. Không, dạ. Ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Dạ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Yeah. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con. Đó. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Cảm ơn Giang với Hưng. Dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi năm sau anh cưới, mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dù em cái đó nặng nhất rồi mới dính. Tôi dính luôn. Vợ ơi, lên nhà đựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê, ông dê nữa. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi, em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống rồi, mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ổ tráo trở vậy sợ gì? Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. À, xin chào cô Hồng Vân và chú Bây Quốc Thuận. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh với chị thôi. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, chào tất cả khán giả ở đây và khán giả đang xem đài. Em tên là Hồ Quỳnh Nhi, mọi người thường hay gọi em là Muối. Em năm nay 25 tuổi, em là người Mỹ gốc Việt và hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Gốc là sinh ra ở Huế nhưng mà theo ba mẹ qua định cư ở nước ngoài từ nhỏ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em tên là Tô Trần Di Bảo, tên thường gọi của em là Bi. Em năm nay 26 tuổi. Bi hả? Công việc của em là kinh doanh online giống vợ em luôn. Nhưng mà hai đứa thích chương trình này không? Dạ, rất là thích luôn. Có một điều rất là đặc biệt ở vợ chồng em, đó là Bi là người chuyển giới nam. Và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Bi là cũng ở nước ngoài luôn. Dạ không, em ở Việt Nam. Em bị dụ về Việt Nam. Hồi đó không có phải là kinh doanh online. Học ở nước ngoài em học xong y tá rồi. Cái sau mê ông này quá xong về. Mà cơ duyên nào gặp để mà bị dụ?
Tụi em quen trên Facebook, em nhắn tin cho em trước. Hồi đó em mê ông này lắm. Thì ông này có rất là nhiều tài, ông này rap nè, rồi hát hò trên Facebook rầm rộ lắm. Thì cũng có nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi tới khi mà tháng 2 em có một cái dịp về Việt Nam, thì ông này ông mới rủ em là đi chơi không? Thích rồi, thành ra đồng ý liền. Cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này ở ngoài thì lúc đó em có ấn tượng gì bạn này? Lần đầu tiên em gặp vợ em ở ngoài thì vợ em xinh lắm, lúc đó trắng lắm anh. Trắng rồi nhỏ nhắn rất là xinh. Rồi em bắt đầu em đi chơi, em thấy cái bạn này bạn lạ lạ, bạn rất là vui, rất là tạo niềm vui cho em. Cái em lúc đó em thích quá, em quyết định theo đuổi vợ em luôn. Em là thích thích bạn Bi trước đúng không? Dạ, thích ở đây là mê như kiểu thần tượng, chứ không phải thích là tôi sẽ quen cái người này. Là ngưỡng mộ đó. Dạ. Rồi cái việc mà theo đuổi cô này có dễ dàng không Bi? Khó lắm. Em đi chơi với cái cô này nè, xong em tỏ tình cô này cũng không chịu. Tháng 4 em cũng tỏ tình, cô về cô nói cô đi chơi với em. Cũng có nắm tay như các cặp đôi bình thường vậy, nhưng mà cô không chịu quen. Cô nói là thôi anh ơi em không quen, xa lắm, sao quen được, quen sao có tương lai. Có nghĩa tới lần thứ 3 cũng mới chịu. Dạ không, gần mười mấy lần lận. Mười mấy lần hả? Ông này ông quen ông dám kể đó. Dụ là quen anh đi rồi năm sau anh cưới. Mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dù em cái đó nặng nhất rồi mới dính. Tự dính luôn. Nghe lời, nghe nói cưới cái mừng á đúng không? Mừng. Mà mấy lần trước khi mà em bị từ chối như vậy á, thì lúc đó cái em có buồn không? Dạ buồn, tính là thôi, tao không cua mày cho mày biết luôn. Thấy em không nhắn tin là nhắn tin lại. Ê anh ơi anh đang làm gì đó? Nhưng mà ba bên gia đình em á, khi mà biết em quen Bi thì là có cái phản ứng gì không? Em trải qua cũng nhiều mối tình rồi, thì thấy cũng mối tình nào cũng đau khổ hết trơn á. Thành ra em có nói với ba mẹ là nếu như mà con quen một người thì nếu con hạnh phúc thì ba mẹ có vui không? Cuộc đời con sống con chỉ cần một người, mà một người bạn đồng hành với con thôi à. Con không có quan trọng ai hết trơn. Thì ba mẹ em đồng ý, mà không những như vậy rất 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 chi là thương Bi luôn. Cực kỳ thương. Chắc chắn là Bi là không có qua bển gặp gia đình rồi đúng không? Mẹ về hồi tháng 2 á thì em cũng rất là thích mẹ vợ, tại vì mẹ vợ rất là hiền. Lúc mà mẹ qua bển thì em vẫn giữ liên lạc, tại vì em nghĩ là trời ơi thích gái người ta mà lấy lòng gia đình. Lúc mà cái tháng 2 mà em nói là em về đó, là chưa gì là đã dẫn mẹ em đi mua cho mẹ em một đôi giày. Lấy lòng mẹ, lấy vợ lòng, mà. Lấy lòng. À không, còn mua cho mẹ em một cái lắc nữa. Ủa, tặng lắc nữa hả? Tặng lắc nữa. Bên này ông khoái tặng lắc lắm. Chỉ có ba em là hơi kỹ tính thôi, còn mẹ em thì... Là ba vợ. Ba vợ. Tình cảm của các bạn coi như là đến bao lâu thì mới bắt đầu là mặn nồng? Ngay từ cái giây phút mà em đồng ý em quen thì bắt đầu khi lúc đó là chồng em có một số khó khăn, nói chung là công việc rồi cũng nhiều cái, chồng em cũng stress rồi ở có một mình à. Thì em nói với chồng là thôi để cho em gắng em học xong rồi em về để em phụ anh làm việc. Thì từ cái lúc mà em về hai vợ chồng ở chung thì lúc đó tình cảm của tụi em là mặn nồng. Có nghĩa là khi mà ba mẹ em biết Bi chuyển giới như vậy thì là mọi người vẫn ok bình thường đúng không? Mới đầu em giấu mẹ, em hỏi là con phải gái không? Không phải gái, trai, trai mà. Rồi thì nói chuyện chắc mẹ cũng biết mà thấy con em giấu á nên mẹ cũng mẹ neo theo em luôn. Chỉ có lúc mà em quen được một năm thì vợ em mới nói là giờ cưới chưa? Cưới tại đi vì hứa, tại vì hứa em quen năm cưới mà. Lúc đó em cũng lo lắm, tại vì hai anh rất là khó, ba vợ cũng kỹ tính nữa, chỉ có mẹ là thương thôi. Rồi em nói là mẹ ơi mẹ hỏi ba giùm con đi, cho cưới không? Thì hai bên gia đình nói chuyện. Hai ba lần em hỏi từ từ mẹ rửa rồi, với mẹ nói với ba mấy bữa nay mẹ bận quá. Một bữa nào cái em nói gì nè, bây giờ mẹ có hỏi cho con không? Mẹ không hỏi thì con bắt cóc con gái mẹ ở đây luôn, con gái mẹ không bao giờ qua bển. Cái mẹ khóc quá trời mẹ. Khóc. Chịu mà, cho khóc mà. Khóc luôn. Sợ, khóc. Ba như thế nào? Nhưng mà còn gia đình của Bảo thì có thương muối không? Em chỉ có mẹ thôi, mà em không có ở chung nhiều với tụi em. Nên tụi em chỉ có ở tức là nhà. Bi ở Sài Gòn một mình thôi. Vậy thì mình muốn hỏi luôn nghe, cái lần đầu tiên đó Bi dụ bả hay là cô ấy dụ Bi? Dạ em dụ. Em ở đâu? Ở nhà? Dạ ở nhà, tại vì hai đứa ít, rất là ít đi chơi. Khi em nói là em ơi em ngủ hai phòng làm gì, thôi qua bên đây em sợ ma. Cái em kêu đi vô phòng, cái em khóa cửa cái gắt đó. Ủa anh làm gì vậy? Nói, thì ngủ chứ làm gì, thôi em ngủ đi anh đâu có làm gì em đâu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Lúc đó sợ
sợ nhưng mà cũng kiểu thích thích, tại vì không có không biết làm sao nữa. Nói chung cái cảm giác nó mông lung mà nó thích lắm kìa. Thì em cứ theo cái cảm xúc của em thôi. Ông này thì tự nhiên em hết hồn, là ông nói trời ơi ngủ gì con gái góc gì mau ngực đó. Cái ông choàng luôn cái tay, mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Cái em nhìn ông, em nói trời ơi, anh có xin phép anh mở ngực cho em nha. Thì có xin phép nhưng mà chùa có mở trong một giây luôn, em mình hết hồn. Nhiễn quá, thao tác quá nhiễn đúng không? Một cái em hết hồn, em nhìn lên cha dụ hết bao nhiêu cô rồi. Đáng lẽ là tụi em sẽ kết hôn ở Việt Nam, thì ba mẹ nói ba muốn có một cái đám cưới hoàn thiện, hoàn thiện, có trên hợp pháp trên giấy tờ như những cái cặp đôi bình thường khác. Nên ba nói là phải qua Mỹ đám cưới. Bây giờ trong một thời gian ở với nhau như vậy rồi, lấy nhau về vậy rồi, không biết anh ấy có lòi cái tật xấu gì ra không? Tật xấu hả? Tật xấu thì nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Ông cứ đeo em vậy. Vợ ơi, lên nhà đựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê. Ông dê nữa. Một năm quen, tới nửa năm sau là một năm rưỡi mới đụng được người ông này. Đó. Thì em đâu có biết làm sao đâu. Lần đầu tiên quen cùng giới thì em cũng đem Google tá loại hết trơn luôn. Mà học sao để em làm y chang vậy đó. Cái hình như em làm tốt quá hay sao á. Cái ông này cũng mê. Sáng sớm mình mới lơ mơ ngủ dậy à, cha tắm rửa sạch sẽ, cái cha nằm, cha mang cái quần xà lõn thôi, cái cha nằm mà cái tướng nàng tiên cá đó kiểu vậy nè. Cái mình thấy cái mùi gì sai sai rồi. Cái ông nói một miếng thịt rất chi là thơm ngon mà đang chờ em xôi. Rất là tình cảm, nhưng mà thường tình cảm hay gọi nhau là mày tao. Mày thấy ghê quá Bi ơi, tao đói thiệt á, mà tao nhìn mày tao nuốt không nổi, tao mất ói luôn á. Em mà mang áo dây vô phải không? Là ông ghê lắm. Ông làm cái kiểu vậy nè. Ông làm cái ghê lắm, kiểu ông làm giống như là thú vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là cái bữa đó là em có xôi cái miếng thịt đó không? Không. Không sao, heo quèo luôn. Nhưng mà Bi là Bi dê thiệt hay là Bi giả bộ giỡn cho chọc cờ muối? Dê thiệt. Dê thiệt. Ra ngoài đường em vẫn rất là giữ thể diện, giống như bà đang cúi xuống cái em lỡ em đụng đít của bà, cái em thấy người ta dòm cái là trời em giả bộ em cúi xuống một xíu đi. Ê cái này dơ quá. Nói là em là để ổng heo quèo phải không? Hồi trước ông hay chia sẻ với mọi người là vợ em nó hay bỏ đi. Ông để em héo queo 2 tháng trời, ông không nhòm ngó gì em hết trơn á. Cái tự nhiên em nói trời ơi sao ông hết thương tôi rồi, cái giận cái đòi ly dị cái bỏ đi. Cái thành ra bây giờ đòi ngược lại, ý là đòi dần dật là đòi bằng được. Thì em nói là em quen với cảm giác đó rồi. Nhưng mà nãy giờ kể là thấy khen không á, không có thấy cái tật nào mà là tật xấu luôn á. Vậy hả? Thực sự luôn, nãy giờ là thấy tật cưng. Chứ bây giờ đàn ông mà dê vợ mình á, đúng không? Là dạ. Tật đó tật tốt mà. Thường là đàn ông bây giờ làm biến dê vợ mình, dê vợ người khác, đúng không? Thôi giờ cho Bi đi, Bi kể tật xấu của muối đi. Tật xấu của vợ em là bề bộn. Bề bộn với hay sai em, với hay nịnh ngọt em. Ví dụ như là lúc mà đi qua bên Thái thì vợ em nói thôi hai vợ chồng mình đi du lịch đi, xả stress đi. Em nói vậy là qua bển đi ăn uống đúng không? Nói vợ em nói, qua bển. Qua bển 6 giờ sáng. Ê đi chợ. Đi chợ em xách đồ, đi xách đồ cho tao không? Em chứ không có tao. Lúc nịnh là không bao giờ tao mày đâu. Em qua em cũng xách đồ. Cái vợ em nói là xách hết. Không, mới rồi em chưa xách hết đâu. Trời anh, sao dạo này nhìn anh đẹp quá. Anh lực lượng quá, cái tướng anh xách đồ nhìn. Trời đẹp ơi là đẹp luôn. Ông đi tập gym, ông đi tập gym. Cái em thích quá anh. Cái em xách quá trời luôn. Em xách mà từ sáng tới chiều, mà vợ em đâu phải là đi shopping mua mấy cái đồ mà xách hai tay đâu. Vợ em đi buôn. Em xách muốn chết luôn. Vợ em đi buôn 40-50 kg. Đâu. Ủa nhưng mà là em xách hết luôn hả Bi? Em xách xong rồi bắt đầu em đẩy, xong rồi em kéo em làm. Rồi bạn có xách gì không? Em đâu có cho tới xách đâu. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi em ơi, em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống rồi mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ủa tráo trở vậy sao? Vậy cái em nói là ủa vậy là hôm bữa tới giờ là mấy ngày trời em dụ anh hả? Ừ chứ làm sao? Mày lại gì gian manh tráo trở đó. À, ngồi ở đây có ly nước rồi đó, không bao giờ lấy nha, mà em ở tuốt làm sao? Anh ơi lấy ly nước cho em. Đó. Là em bị ám ảnh cái kiểu như em đi tắm mà bả không có kêu, mà em cứ nghe là anh ơi hoài. Lúc mà em mở cửa mới bả kêu gì, tôi đang tắm mà kêu gì, ảo thanh luôn. Bị ảo thanh, thanh luôn. Nó nghe nè, nhưng mà mỗi lần bị sai nhiều vậy có bực bội không? Dạ không, giống như cái điện thoại lúc nào vợ em cũng cầm hết, hay là vợ em đỡ kẹp xuống dưới chân, cái vợ em nói anh ơi anh kiếm giùm em cái điện thoại đi, em kiếm gần nửa tiếng đồng hồ em mới kiếm ra. Em kiếm ra rồi, dưới chân em nè đó. Rồi thôi lúc đó em cũng bực lắm đấy. Thôi đừng hơn thua anh chút xíu nữa, chửi. Em hay nói vậy nè,
cái cả cuộc đời phụ nữ của mình á là chỉ có một đời chồng thôi anh. Thấy nhỏ giờ mẹ em, ba mẹ em nuôi em như công chúa đâu đụng gì đâu. Mà giờ hả, anh nghĩ đi, người phụ nữ mà có biết bao nhiêu bạn bè mà rốt cuộc người ta hy sinh cả cuộc đời để làm vợ anh thì họ đáng được anh trân trọng. Mà cái người phụ nữ mình mà đẹp mà được chồng chiều á, người ta rất chi là khen ông chồng. Đó. Đúng không? Người ta thấy ông chồng này tâm lý quá. Ví dụ đi em đi làm móng tay, móng chân, làm tóc, chồng ngồi đó cho em nha. Rồi người ta nhìn vào người ta không có khen em mà người ta khen cái ông chồng này, trời ơi, tốt tính quá à. Là anh tuyệt vời đúng không? Là anh cộng điểm. Là thí dụ mà vợ có đi ra ở ngoài là anh mở cửa cho vợ. Cái đó không phải là sai hoặc là taxi gì hết trơn á. Nhưng người ta nghĩ là trời ơi, cái người chồng này nó xuất sắc ghê luôn. Đó, rồi giờ gì em cũng làm hết. Tới đó giờ chắc nói chuyện với không ai giận em được hết đúng không? Tại vì ngọt ngào miệng lưỡi quá trời quá đất người à. Trời ơi. Vậy thì giờ hai bạn có mong muốn thay đổi điều gì không? Vợ em hay nói là phụ nữ lấy chồng để được chồng yêu thương. Thì em sẽ làm hết tất cả những gì mà em có thể làm cho vợ em thôi. Nên em cũng không cần vợ em. Cứ vậy nguyên đi, cứ nguyên okay bản đi đúng không? Còn muốn sao? Chồng em hả? Ví dụ mạnh dạn hơn chẳng hạn. Cái gì mà sợ quá là núp sau lưng em. Vợ ơi, vợ ơi, có một đợt đi Thái nhạy cảm thiệt sự, hai vợ chồng chồng em mới nói vậy nè, cái này hơi tế nhị chút xíu, mình mua toy đi, ông cứ xúi giục em mua, cái mình đi mình trốn trong đi cái ở ngoài á. Người ta chưng ở ngoài mình không có không đi vô mua. Cái đi tuốt ở trong hẻm cái kiếm thì em ngại thì em không dám tới mua mà kêu em mới nói là mua. Em đi tới mua đi, người ta em muốn chồng em quá trời ngại luôn, rốt cuộc cái thấy quá trời to bự rồi sợ quá hoảng hồn quá, em xanh lè em sợ luôn. Bà giờ bà lựa cái có chút xíu vậy à, bà lớn thế nào cái bà hỏi là cái này bao nhiêu tiền, cái bé đó nói 650 baht, cái bà quay ra mà em đã sợ người ta thấy rồi, bà nói bà tuốt đầu xa luôn, cái gì mà mắc quá vậy, chạy giá không 650 baht gì có chút xíu vậy mà mắc quá. Cái bà trời, mua lẻ đi, người ta đi vô kìa, đi vô cái xong rồi mua xong cất vô cặp, mua dưới luôn anh, người ta đi qua hai đứa tổn ten đi về bụng chết rồi. Mà em cũng dặn chồng... vợ em kỹ lắm, em nói thôi em về em lấy cái này là em phải cất, chứ không thôi á thấy mấy đứa nhân viên nó thấy á, nó nhìn em mà cặp mắt khác. Cái rút của hai vợ chồng cất giấu kỹ quá, cái mất tiêu rồi. Tới giờ cũng chưa biết cái cảm giác là sao cả, bỏ bỏ vô két ra mà. Đó là em muốn chồng em thí dụ như nhiều khi mình mạnh dạn hơn thôi. Giờ vậy thôi, vậy thôi đúng không? Chỉ cần bây giờ cứ mạnh dạn là thôi. Được rồi. Nhân đây á, Vân cũng muốn tâm sự một chút xíu với lại các bậc phụ huynh, với lại các bạn. Rõ ràng là ở đây á, cuộc sống của mỗi chúng ta đều có một cái sự lựa chọn riêng. Và cha mẹ nào thì cũng chỉ có mong muốn con mình được hạnh phúc. Thì Vân thấy là các bạn có một cái cuộc sống tinh thần nó tuyệt vời. Cả chồng cả vợ các bạn rất là vui và các bạn cực kỳ hạnh phúc luôn. Trong cái cuộc sống của mình thì thành ra là những cái bậc phụ huynh thì chúng ta nên cởi mở, nên mở lòng. Con của chúng ta miễn là nó hạnh phúc là mình đúng phải vậy. Hỗ trợ và mình gọi là mình tìm mọi cách để vun vén vào. Đó, cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai đứa nha.